Xin chào các em, chúng ta xem bài một số ID là 107 Bài toán này thầy minh họa cho bài toán 76, bài toán vô cơ khó Trong đề năm minh họa năm 2021 Dành cho các bạn sinh năm 2003 Và hy vọng là video này có giá trị các bạn tham khảo Ở đây thầy có luôn là kim loại Thầy ghi tắt tắt là kim loại thôi Khối lượng của nó là 11,2 gram Cộng với hỗn hợp gồm KNO3 Và H2SO4 Khối lượng dung dịch cho là 200 g Vậy từ thông tin này các em tính số mol của hai cái chất này ra Kết quả các em tính được số mol ở đây KN3 là 0,12 Còn H2S4 của thầy là 0,33 mol XC của thầy ở đây chắc chắn là có cái gì rồi à, Có sắt 2 Có sắt 3 Có MG Có đồng Và người ta nói rằng là chỉ chứa muối trung hòa của kim loại Tức là không có NH4 cộng đó, không có muối của NH4 cộng Có K cộng là 0,12 Có s 4 2 trừ của thầy là bằng 0,33 Hết, đó Khí bay lên của thầy gồm có khí Hero và NXOE Như vậy các em quy đổi thành Ở đây thầy có là liter oxy và Hero Cộng với nước Tiếp theo Người ta cho các em cái gì nữa Khối lượng cộng với cao h dư thì thu được kết tủa nhiệt phân lên thì thu được rắn rắn của thầy gồm cái gì gồm có oxit mgo fe lên cao nhất là fe 2 o 3 và cuo khối lượng là 16 g như vậy các em tính được ngay oxy đó các em tính ngay quy đổi thành oxy nguyên tử tức là kim loại cộng oxy để ra oxit tính oxy ở đây luôn rồi oxy oxy hóa kim loại của thầy ở đây sẽ bằng 0,3 mol đó. Như vậy để tính được số mol Fe S4 trong này thì thầy dùng kỹ thuật vênh điện tích. Ở đây oxy là 0,3 mol thì suy ra Ne mà nó nhận là bằng 0,6. Ne này 0,6 nó sẽ là vênh với điện tích ở đây. Tại sao vênh? À, lý do như, như sau. Ở đây các em thấy rằng sắt 2, sắt 3 hỗn hợp gồm hai ion nhưng ở đây chỉ có sắt 3 thôi. Như vậy, Điện tích của thầy để trung hòa Sắt 2, sắt 3 Mg2 cộng và đồng 2 cộng Nó sẽ Nhỏ hơn so với điện tích của oxy 2 trừ Để trung hòa hai kim loại là, Các ion dư kim loại này Mà oxy 2 trừ là 0.3 Thì điện tích là 0.6 Hoặc ne 0.6 cũng được Thì thầy có đây Vênh điện tích của nó Điện tích âm của thầy còn lại để trung hòa Các kim loại này của thầy sẽ bằng Em bấm luôn 0.33 x 2 0,66 trừ đi 0,12 bằng 0,54 như vậy điện tích âm ở đây là 0,54 của cả k cộng và s42 trừ nhiệm vụ của nó là trung hòa các điện tích dương nằm ở trên này thế còn oxy của thầy ở đây là oxy trừ 2 oxy trừ 2 của thầy ở đây là nhằm nhiệm vụ trung hòa mg2 cộng sắt 3 cộng và đồng 2 cộng oxy 2 trừ của thầy là bằng 0,3 thì điện tích âm của nó ở đây là như vậy âm 0.6 vinh so với 0.54 này Chính là điện tích của sắt 2 Nó biến thành sắt 3 Như vậy thầy hoàn toàn tìm ra được sắt 2 luôn rồi FES4 của thầy sẽ bằng 0.3 x 2 Trừ 0.54 Các em tìm ra rất là đẹp là 0.06 Đó như vậy xong công việc số 1 Để tính được phần trăm khối lượng của FES4 Thầy phải tìm được khối lượng dung dịch XC Mà để tìm khối lượng dung dịch XC Thầy dùng bảo toàn khối lượng và khi bảo toàn khối lượng thầy phải tìm được khí này bay lên này đó phải tìm được khí này thì việc đầu tiên thầy quy đổi và thầy tìm liter luôn liter bảo toàn nguyên tố liter của thầy có là 0,12 oxy chưa biết gọi là a hiro chưa biết gọi là b bây giờ thầy phải tìm ra a và b đầu tiên thầy bảo toàn nguyên tố hydro, thầy có đây là 0,33 trừ b trước sau đó thầy lập hệ phương trình phương trình số 1 là bảo toàn oxy 0,12 nhân 3 là oxy trong N3 trừ bằng A cộng với 0,33 trừ đi B phương trình thứ hai là phương trình phần trăm khối lượng của hero trong hỗn hợp là 25 phần 9 phần trăm như vậy thì có là 2B chia cho 0,12 x 14 cộng 16A cộng 2B kết quả bằng em lấy là 25 phần 9 chia 100 kết quả là bằng 1 phần 36 đó từ đây giải ra các em tìm AB rất đẹp. A các em tìm ra bằng là 0,07. B các em tìm ra bằng là 0,04. Sau khi tìm được AB rồi, thầy bảo toàn khối lượng cho dung dịch. Thì thầy tìm được dung dịch M của dung dịch XC của thầy sẽ bằng các em lấy một 11,2 cộng với 200 trừ đi M khí bay lên. Đó. nhớ các em đừng trừ M nước nhé, nước của thầy vẫn nằm trong dung dịch nhé. Thì kết quả các em tìm được m dung dịch x của thầy ở đây sẽ bằng là 208,32 g. Sau khi có m dung dịch rồi, chất tan MS4 có số mol rồi. Vậy từ đó các em tính được C phần trăm, nồng độ phần trăm của nó sẽ bằng 0,06 nhân với lại 56 cộng 96 chia cho m dung dịch là 208,32 nhân 100. Và kết quả tính ra ở đây À, nó sắp xỉ là bốn phẩy ba phần trăm bốn phẩy ba mươi phần trăm và đáp án ở đây là đáp án d đó